Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc mũ đáng yêu như thế này nha. Có thể làm cho các bé nhỏ và cũng có thể tăng size để làm cho các bé lớn đội được nha các bạn. Mình chỉ cần tăng size là sẽ được lớn nhỏ tùy thích thôi. Để làm được chiếc nón như thế này, chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là len Barbie gen. Ở đây mình sử dụng len Barbie gen, chuẩn bị 2 cuộn. Về phần kim móc, chúng ta sẽ móc kim lớn hơn sợi khoảng 2mm nha các bạn. Chúng ta móc lỏng tay, kim lớn để móc lỏng tay cho các họa tiết nó nổi lên sẽ rất là đẹp. Ở đây mình sử dụng kim móc 2 đầu, mình móc đầu số 7 các bạn nha. Đây, mình móc đầu số 7 hơi chói. Rồi, một cuộn sợi len màu, len xù màu trắng để làm viền. Một cây kim khâu để may rác, một kéo cắt sợi, một ít bông để mình nhồi vô mình làm quả bông tròn trên đỉnh đầu. Rồi, vậy là đã xong phần chuẩn bị nguyên liệu rồi, chúng ta bắt tay vào làm nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu móc nha. Ở vòng đầu tiên chúng ta sẽ móc 6 lần, mỗi lần là 4 mũi nửa kép chùm đầu. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó móc lên 2 mũi bính. Đây. 1 2, lại chúng ta luồn kim qua sợi, kéo sợi qua 1 lần, lấy kim 2 lần, lấy sợi lên kim 3 lần, lấy sợi lên kim 4 lần. Rồi sau đó chúng ta kéo hết qua 1 lần. Rồi chúng ta tiếp tục móc 1 bính, 2 bính. Chúng ta lặp lại 6 lần như thế này nha các bạn nha. Rồi, lặp lại nha, lần thứ 2 nè. 1 2 3 4. Rồi chúng ta chốt sợi qua, kéo hết qua. 1 2. Rồi lặp lại lần thứ 3. Lấy sợi lên kim đâm xuống. 1 2 3 4. Rồi kéo hết qua. Tiếp 3 là 1 2. Rồi tiếp tục lần thứ 4, lấy sợi lên kim đâm xuống, kéo lên 1 2 3 4. Rồi kéo hết qua. 1 2 xích. Rồi tiếp tục chúng ta làm thêm 2 lần nữa. 6 lần thứ 6 chúng ta tiếp tục móc vào 2 bính. 1 2, ta kết thúc vào đỉnh đầu của cụm 4 mũi nửa kép đầu tiên đây nha. Chúng ta kéo qua 1 mũi trượt, chúng ta sẽ xiết vòng tròn ma thuật cho nó kích như thế này các bạn nha. Rồi chúng ta trượt qua bên đây 1 mũi trượt, chúng ta lên hàng 2. Đầu tiên chúng ta lên 2 bính. Rồi tiếp tục lấy sợi lên kim 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Rồi chúng ta kéo hết sợi qua 1 bính, 2 bính. Rồi chúng ta tiếp tục móc vào đây
4 lần mỗi nơi kép. 1 2 3 4. Rồi, chúng ta kết lại. Ở đây chúng ta không móc hai bánh này nha các bạn, chúng ta sẽ móc qua bên đây luôn. 1 2 3 4. Rồi, chúng ta kết thúc, kết lại, móc thêm hai bánh. 2. Rồi, tiếp tục 1 2 3 4. Rồi, ta kéo hết sợi qua. Đây chúng ta sẽ được ở hai vị trí hai mũi bánh này, chúng ta sẽ được 4 mũi nửa kép chùm đầu ha. Tương tự chúng ta sẽ móc đây 1 2 3 4 5 6. Chúng ta sẽ lặp lại 6 lần giống như nhau cụm này. Các bạn ha. Các bạn cứ móc tương tự nha. Đây, tiếp tục. 1 2 sợi lên kim là một lần nè, sợi lên kim 2 lần, sợi lên kim 3 lần, sợi lên kim 4 lần. Rồi chúng ta kéo hết qua một lượt. Rồi chúng ta bắt đầu kết vòng, kết thúc hàng thứ hai. Rồi chúng ta kéo qua đây một mũi trượt nha. Đây. Rồi, tiếp tục hàng thứ ba, sau khi dời vào đây một mũi, chúng ta móc lên 2 xích. Rồi, chúng ta sẽ móc cụm nha. 1 2 3 4. Rồi, kép lại. 1 xích, 2 xích. Tiếp tục. 1 2 3 4. Rồi chúng ta kết lại. Rồi tiếp tục 1 xích, 2 xích, thêm một cụm nữa. 1 2 3 4. Rồi chúng ta kết lại. Rồi ở mỗi vị trí hai bánh này chúng ta sẽ móc được 3 cụm như thế này. Mỗi cụm cách nhau hai bánh. Rồi bắt đầu tiếp tục, chúng ta sẽ móc qua đây lặp lại 6 lần như vậy nha các bạn nha. Ta móc qua phía bên đây, chúng ta không hai bánh ở đây, chúng ta không móc hai bánh nữa, chúng ta qua luôn bên này. 1 2 3 4. Rồi kết lại. 1 bánh, 2 bánh. 1 2 3 4. Kết lại. 1 2 1 2 3 4. Kết lại. Rồi, cứ tương tự như vậy chúng ta lặp lại 6 lần. Móc cho đủ 6 lần là kết thúc vòng 3 nha. Sau khi móc đủ 6 cụm rồi các bạn, kết thúc hàng thứ 3 nha. Chúng ta móc vào đây một mũi trượt. Rồi, tiếp tục trượt qua ở kế bên. Rồi chúng ta bắt đầu móc tăng cụm tiến. Ở đây chúng ta sẽ móc tại vị trí này là 2 cụm mũi 4 nửa kép, và đây một cụm 2 mũi 4 nửa kép nha. Đây các bạn thực hiện như này. 2 1 2 3 4. Rồi chốt. 1 2 1 2 3 4. Rồi kết lại. Rồi tiếp tục chúng ta móc qua vị trí này 2 cụm 4 nửa kép nha. Ở hàng thứ 3 chúng ta sẽ được 3 cụm này 4 nửa kép. Lên hàng thứ tư chúng ta tăng ở tại vị trí này là 2 cụm, tại vị trí này 2 cụm là chúng ta được 4 cụm. Chúng ta lặp lại như vậy 6 lần. 1 2 3 4. 1 2
1 2 3 4 Rồi, chúng ta kết. Tiếp tục, chúng ta qua bên đây. Đầu cộng thứ 2. 1 2 3 4 Kết lại. 1 2 1 2 3 4 Rồi, kết lại. Rồi, chúng ta cứ làm tương tự như vậy. Mỗi một ô trống này là hai cụm bốn mũi nữa kép, cách nhau bởi hai mũi xích. Chúng ta lặp lại 6 lần. Các bạn tiếp tục móc nha.